Kinh đại lễ Đức Phật, kinh đại lễ Giáo Pháp, kinh đại lễ Tăng chúng. Kính chào thượng tọa Thượng tọa Tây Nguyên, thượng tọa Phật Đăng cùng chư Tôn đức. Thân chào tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, bài kinh hôm nay là một bài kinh thiết thực, có thể chúng ta học để chúng ta áp dụng trong cái cuộc sống của chúng ta. Pháp của kinh Đức Phật này có dạy rằng Sappe phai danh tít ma chu nô, tất cả chúng sanh đều sẽ chết. Loài người của chúng ta chết thì sợ đã đành, ngay cả đến các vị thiên tử ở các cõi trời hưởng dục lạc, khi mà nghĩ tưởng đến sắp chết, các vị đó cũng có cái sự lo lắng sầu. Như thiên tử Subrahma, vị này khi khởi lên cái sự lo sợ như vậy đến hỏi Đức Phật, có cái điều nào mà làm cho tâm được trấn an, không có sợ hãi khi mà cái sự chết nó đến? Thì Đức Phật dạy một bài kệ rất là dễ hiểu, nhưng mà ở đây trong cái bản dịch của chúng ta thì nó khó hiểu. Chúng ta xem cái bản hiệu đính thì chúng ta sẽ thấy ở đây nhát trả phật cha tâm bát sa nhát trinh diya sang vara nhát sabani sắc ga xuất thiền bát sa mi ba ni năng. Thì ở đây cái chữ nát và anyatara, chữ anyatara Pocha đó, tức là ngoài ra, giác chi. Anyatara, Indriya Sangvara là ngoài ra cái sự thu thúc các căn. Anyara, Sapanisakga, ngoài ra cái việc từ bỏ tất cả. Nát, ba cái chữ nát ở trong câu đó để chúng ta phải lưu ý. Nabasami Nabasami Sothin và Ninang, tức là ta không thấy cái sự an toàn trên chúng sanh, ngoại trừ tu tập giác chi, ngoại trừ thu thúc các căn, ngoại trừ xả bỏ tất cả. Chỉ ba cái đó. Cho nên ở đây đó, trong cái bài, cái bản hiểu đính, chúng ta hãy xài cái bản hiểu đính để chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của bài kệ này. Bản hiệu đích của Thượng Tọa Giác Đẳng, cái bản đó đã nói rất rõ. Bây giờ thì trước khi chúng ta được nghe Thượng Tọa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay, chúng ta hãy nghe cái phần chánh kinh. Phần này xin mời cô Nguyên Xuân đọc cho, rồi sau đó xin cung kính Thượng Tọa Tuệ Quyền. Nam mô Bổn Thầy.
Nam Mô Bụt Tha Giá, chúng con kính tri ân Thượng tọa Tuệ Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con xin đọc chánh kinh. Thấy hiểm nạn và tìm đường thoát hiểm. Kinh Subrahma, Subrahma Suttang, chương 2, tương ưng thiên tử, phẩm cấp cô độc. Theo Phật Pháp, thì nếu chúng sanh mệnh chung với tâm dao động phiền não thì sanh vào khổ cảnh. Đa số chúng sanh đối diện với cái chết bằng tâm sợ hãi bấn loạn. Điều này không ngoại lệ đối với chư thiên, những chúng sanh sống trong thiên lạc thiên phước. Càng có nhiều càng sợ mất và càng bất an. Sợ mất thì không thể buông xả, không buông xả tất cả thì tâm khó an tịnh và khó sáng suốt. Điều khó hiểu ở đây với đa số chúng sanh là tại sao bám víu thì mất tất cả mà buông xả tất cả thì tự tại khinh an. Theo sớ giải, thiên tử Subrahma trong lúc cùng đoàn tùy tùng 1000 thiên nữ vui chơi trong lạc viên Nandana thì 500 thiên nữ trong số đó bất chợt hết tuổi thọ do tâm phóng dật lúc vui chơi nên sanh vào khổ cảnh á vi xí. Vị thiên tử cũng tự quán xét bản thân và 500 thiên nữ còn lại cũng sẽ mãn thọ trong 7 ngày. Với tâm lo âu hoảng sợ, vị thiên tử tìm đến cầu sự chỉ giáo của Đức Phật. Bậc đạo sư đã hướng dẫn pháp tu kết hợp chỉ và quán. Theo sứ giải kinh đại niệm xứ, thì khi thiên tử nghe Đức Phật chỉ dẫn đã gấp rút trở lại thiên giới cùng tu tập với 500 thiên tử, thiên nữ và tất cả đều chứng quả dự lưu không còn rơi vào ác đạo. Kinh văn. Đứng một bên, thiên tử Subrahma nói lên bài kệ với Thế Tôn. Tâm này thường sợ hãi, ý này thường dao động. Điều mong ước không khởi, điều không mong lại khởi. Nếu có không sợ hãi, hãy nói điều con hỏi. Thế Tôn, không ngoài hành giác chi, không ngoài hộ trì căn, không ngoài bỏ tất cả, ta thấy các pháp ấy đưa đến sự an toàn cho tất cả chúng sanh. Phản hiệu đính. Thiên tử, tâm này luôn sợ hãi, ý này luôn dao động. Với phiền lụy đã sanh, cùng với điều chưa sanh, có pháp không lo sợ, xin giải đáp cho con. Thế Tôn, ngoài tịnh chỉ tệ giác, ngoài nhiếp hộ các căn, ngoài buông xả tất cả, ta không thấy pháp khác an toàn cho chúng sanh. Rồi thiên tử biến mất tại chỗ ấy. Thích văn. Nichang Utrastamidang Sittang. Tâm này thường xuyên sợ hãi. Nichang Upichamidang Mano. Ý này thường xuyên dao động. Anup Pang ne su kit che su, đối với phiền lụy chưa sanh. Atho upati te su cha, và cũng đối với phiền lụy đã sanh. Sache ati ati anutras tang, nếu có pháp không sợ hãi. Tăng mê Akha hi Pukchi Toti, xin trả lời câu hỏi của con. Nan Nhá Trá Bosh Ha Tapasa, không gì khác ngoài tuệ giác và thiền định. Nan Nhá Trintri Yasang Vara, không gì khác ngoài sự nhiếp hộ các căn. Nanyatra sapa nis
sắc ga không gì khác ngoài sự buông xả tất cả. Sotin Pasami Paninatanti, ta thấy sự an ổn cho chúng hữu tình. Thích nghĩa, chữ Kichesu chỉ cho sự khổ đã sanh và chưa sanh. Imesu Upanna Upanupanesu Dukhesu, Bodhisattva tuệ giác chỉ cho thiền quán. Tapa thiền định chỉ cho thiền chỉ. Câu Phật ngôn sau cùng Sotin Pasami Panina phải đọc chung với ba câu trước có chữ Nanatta để hiểu là ta không thấy gì khác an toàn cho chúng sanh ngoài tu tập chỉ quán nhiếp hộ các căn và buông xả tất cả. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu hiệu đính và biên soạn giáo trình Tỳ Kheo Giác Đẳng. Chúng con kính cung thỉnh Thường Tòa Tuệ Quyền giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Phật Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Dạ, thưa đại chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn sư trụ trì, cảm ơn đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thần Tổ Nhất Đẳng, Thần Tổ Pháp Đăng, Tổ Minh Hạnh, đệ Đức Tự Tri, đệ Đức Tự Đức, Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đối với tụi nữ cùng chư Phật tử và xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhava Buddhang Phakkhavantang Apivadi Nisvakato Phakkhavata Thammo Thammang Nam. Thưa Tòa Tuệ Quyền, khoan khỉ xem là biết tình thật, ở trong rung không còn nghe được nữa. Quý Phật tử khoan nghĩ chờ đợi trong giây lát. Nếu vậy đôi khi được truyền của chư tăng ở Việt Nam, có nhiều khi ở gặp trục trặc kỹ thuật, quý vị khoan nghĩ chờ đợi trong giây lát. Thưa quý vị, trong khi chờ đợi thì... dạ xin kính thỉnh Thưa Tòa Tuệ Quyền, khoan nghĩ cập biết lại. Dạ, con cảm ơn Thượng Tọa. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ. Vẫn nghe rõ chứ? Dạ, cảm ơn. Cũng sẽ báo với Ngài là thì con có cái máy iPhone, thì cái xe phone này thì con giảng cho cái này, mà cũng thường nếu ta điện vào luôn nữa thì nó cũng sẽ bị rối. Tay nghiên cứu lại. Dạ. Vậy thì... có thể nói rằng hôm nay là chúng ta học rồi một cái điều này, như là sư phụ Từ Siêu nói, đó là một cái điều mà cũng như là đúng là một cái hiểm nạn mà chúng ta tìm đường thoát, mà cũng là một sự cảnh báo, cũng là một sự cho tất cả chúng ta. Chúng ta luôn luôn sợ chết, đây là điều tất nhiên rồi đó. Quý vị cứ thử nghĩ đi, mình chết không biết mà rồi mình sẽ đi về đâu, mình rất lo sợ. Mà chắc chắn rằng mình học hiểu Phật Pháp, khi mình chết, nếu như tâm của mình mà không có an tịnh, cái tâm của mình nó không sáng suốt, cái tâm của mình nó không có có trí tuệ, hay có cái chánh niệm, hay là có cái thiện tâm khởi lên, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ đọa ở cái cõi khổ. Cho nên kinh Văn Nát
cái duyên khởi của bài hôm nay đó, mà thiên tử coi như là Subrahma này với 1000 tỳ nữ đó đang đi dạo chơi cái lạc viên mà Nandana, thì 500 vị tiên nữ đã chết. Thì khi mà thấy 5 tiên nữ đã chết là, và vị ấy biết được rằng 5 tiên nữ còn lại với mình sẽ chết trong vòng 7 ngày nữa. Cái đêm chết được báo trước rồi đó, là vị ấy đã thấy như vậy, cho nên đi xuống coi như cầu Phật, coi như là che chở, cầu Phật chỉ dạy. Có thể nói rằng không có một nơi nương tựa, không có điểm nào an toàn, chúng ta phải xác định rõ cho bằng, chính là Tam Bảo. Và đó chính là, nếu chúng ta biết nương tựa nơi Phật, nương tựa vào giáo pháp đó, chúng ta thực hành giáo pháp và nương tựa vào chúng tăng, thì đây là một sự nương tựa nó an toàn. Bởi vì thử khi mà chúng ta đang có sự lo sợ gì thì chúng ta hay niệm Phật để chỉ mong cái sự tựa nương đó để chúng ta được an toàn. Nhưng ngược lại thì Đức Phật này chỉ dạy cho chúng ta một cái pháp mà nó tốt hơn, nó đẹp hơn mà vững chắc hơn. Trong cái đời sống bình nhật các bao giờ mà mình tu tập những cái điều đó, thường thường mình cứ sợ, mình đến khi mà cái chuyện đó, nó đã khởi sinh, nó đã xảy ra rồi thì chúng ta lại có sự lo sợ, rồi chúng ta có sự van vái cầu khẩn, hay chúng ta mới biết tựa nương. Thì cái điều đó là tùy theo cái ý niệm tu tập của mọi người. Chứ lẽ ra đời sống bình nhật mình á, mình phải cần cái tu tập, bởi vì cho nên cần cái tu tập. Mà cái sự tu tập như thế nào, tu tập đó chính là ở đây chúng ta thấy ở trong sớ giải cũng đã nói, chúng ta phải tu tập về thất chất chi. Tại sao có ý nghĩa của thất chất chi ở trong đây? Bởi vì khi mà tu tập về thất chất chi á, ngay cả mà tâm tư chúng ta đang bệnh hoạn thời bình nhật luôn, mà nghe đọc tụng thất chất chi là chúng ta cũng yên ổn. Mà có một lần, tức là và ngày Kasva đó, ngày Lâm trọng bệnh, thì Đức Phật ngày đi đến, ngày cũng nói liên quan về thất chất chi. Và chính Đức Phật ngày đang Lâm trọng bệnh và các thầy tỳ kheo đến, tức là ngày Chuẩn Đá đến để mà đọc kinh thất chất chi cho ngài, thì cũng thấy rằng cái thân nó giảm nhẹ. Thì là thường thì thất chất chi khi chúng ta nghe, khi chúng ta biết về, chúng ta đọc học hiểu về cái kinh thất chất chi thì chúng ta sẽ thấy được tại sao mà nó an lạc như thế. Thì khi mà Đức Phật ngài đến thăm ngài Kasva đó, thì ngài đã trình bày thất chất chi này, tức là niệm giác chi này Kasva, Như Lai đã giảng tường tận, trao dồi phát triển đầy đủ, và khi được trao dồi phát triển đầy đủ, tâm đưa đến trọn vẹn, đưa đến toàn hảo và đưa đến niết bàn một cách an toàn, một cách an trú vào thất giác chi này, tức là niệm giác chi, trạch pháp giác chi, tinh tấn giác chi, khinh an vị giác chi, khinh an giác chi, hay định giác chi. Thì nếu như chúng ta an trú vào thất chi phần này, và điều cuối cùng định chi và xả giác chi, mà nếu chúng ta được nương tựa bảy cái thất giác chi này, thì kính thưa quý vị, tâm của mình đó, nó không có sự lo sợ. Tại sao không lo sợ? Bởi vì nội chứ một điều, chúng ta có định, chúng ta có trạch pháp rồi, có trí tuệ rồi, có tinh tấn, có định, có an, rồi có xả, và có niệm nữa, thì tâm của chúng ta nó vững vàng, tâm chúng ta nó an vui. Mà một người tu tập thất chất chi á, cái tâm của người đó nó được luôn luôn được đầy đủ về tâm lẫn cả thân. Và ở các nước quốc giáo đó, khi mà tụng về bệnh hay tụng về an lành á, thường thường tụng về bài kinh thất chất chi là nó có một cái ý nghĩa rất là tốt. Chính Đức Phật ngày đã xác định cái bài kinh này là cái bài kinh mà có thể nói rằng là đưa đến cái sự an toàn. Và như thế thì cũng như đó cũng chính là một con đường thoát hiểm. Hay nói một cách gần nghĩa hơn, thất chất chi này cũng là một trong 37 pháp trợ đạo Bồ Đề. Tu tập được như thế này thì không có một cái sự an toàn nào cho bằng, tức là chúng ta phải thành tựu thánh đạo thánh quả thôi.
đối với các vị chư thiên đó, họ cũng là phàm nhân, thì họ hưởng được cái cảnh lạc nó nhiều, nhưng họ cũng là phàm nhân. Mà con người thường có nhiều cái cảnh lạc thì con người đó rất là lo sợ. Các vị chư thiên họ cũng phải sợ chết đó quý vị, quá sợ chết luôn, chứ phải như chúng ta đừng có nghĩ là họ không sợ đâu, họ rất sợ, sợ nhiều nữa. Cũng như bây giờ cái người mà giàu có thì họ rất là sợ, sợ kẻ này ám toán, sợ mình chết như thế này, sợ mình chết như thế kia, họ mất đi cái của cải của họ. Thì ngược lại chư thiên cũng phải họ sợ mất cái cảm giác lạc của họ, mất cảm giác để hưởng lạc được, hưởng dục công đức của chính họ, cho nên họ phải tìm đường, họ rất là sợ. Mà chúng ta thấy có một lần mà Đức Trời Đế Thích cũng biết rằng mình chuẩn bị mình sắp chết rồi, thì xuống để mà vấn an, để coi như là thỉnh thọ giáo mà được sự che chở của Đức Phật ấy, thì cái thú vị chính là Đức Trời Đế Thích luôn cũng như thế. Và sau khi đó chết tại chỗ và cũng tái sanh tại chỗ thành là một vị trời Đế Thích. Thì ở đó chúng ta thấy nó rất là hay và cũng như rất là đặc biệt. Mà khi chúng ta có sự tu tập thân chất chi á, thì tâm của chúng ta nó vững vàng, thân của chúng ta nó được nhẹ nhàng, được yên vui, thì có đâu mà có phải sự lo sợ. Hay là chúng ta thấy Đức Phật ngày dạy chúng ta phải quán niệm sự chết, chính quán niệm sự chết đó để chúng ta đối diện cái chết, chúng ta không sợ chết. Hay là may mắn cho chúng ta khi trong cuộc đời này chúng ta học được cái giáo pháp Phật, chúng ta biết được, hiểu được các pháp nó vô thường, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã. Mà đó chính là ý nghĩa của tuệ quán đó. Khi mà hiểu được các pháp nó vô thường, chúng sinh sinh ra do nhân sanh của nhân sinh ra thì phải chịu quả diệt của nó. Thì chúng sinh sinh ra trên cõi đời này thì phải thì có lão, có già, có bệnh và phải có chết. Và cái chết nó đến đó, nó không hẹn bất cứ lúc nào. Mà trong kinh có dạy rằng chúng ta không thể biết được lúc nào chúng ta chết, và chúng ta chết ở nơi đâu là cái điều này mà chúng ta không thể biết được. Chúng sinh phàm phu nếu như không có một cái tâm định tĩnh, không có tâm mà sáng suốt thì không thể biết được mình chết. Thì có một số người họ biết được cái giờ ngày họ chết thì cũng có cái duyên, cái duyên, cái phước của họ, họ cũng thấy họ được như thế. Thì kính thưa quý vị, thì nếu như mà họ biết được cái nhân quả đó, cũng như là họ biết được, từ biết được cái nhân quả đó, cho nên có một sự chuẩn bị, tâm có sự chuẩn bị. Nếu như chúng ta giữ cái tánh niệm, thì chúng ta giữ cái tâm chánh định, chúng ta không lo sợ, thì lúc đó tức là có yoniso manasikara, tức là có cái như lý tắc ý một cách sáng suốt, một cách rõ ràng để chúng ta không phải lo sợ. Và cái chết nó đến cho chúng thì lúc nào đến thì chúng ta không có biết được chúng ta sẽ chết lúc nào, vân vân. Thì cho nên chúng ta đừng có phải sợ hãi nhiều quá. Khi nó đến rồi thì không có một cái gì có thể can gián vào được, không có một phương thuốc, không có một cái thần thánh nào có thể cứu giúp được, không có ai có thể cứu giúp được chúng ta. Mà chính đó là khi chúng ta đã đèn nó đã hết dầu và nó phải tắt, cái tuổi thọ của chúng ta không còn nữa để chúng ta phải chết. Thì nếu như chúng ta có một cái tâm mà tự nhiên chúng ta biết về cái nhân quả của nó rồi, sau đó chúng ta có cái hướng tâm đến cái điều thiện, điều lành của mình. Và khi chúng ta hướng tâm đến để chúng ta kiềm chế, để chúng ta dẫn dắt, để chúng ta cho cái tác ý của mình nó hướng đến cái điều thiện, hướng đến cái niệm tâm về cái sự chết, hay là quán về cái gì, hay là tu quán về cái hơi thở ra vào, hay là có chánh niệm, có tỉnh giác, hay có chánh định, ngay cả có chánh định cũng vậy, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ được kết quả, có được sự an lạc. Còn bằng không rất là nguy hiểm, chúng ta sẽ khó có được các cái pháp này.
Và trong kinh hình ấy đã dạy rồi, cuối cùng cho cái ngoài ra cái sự an toàn, không có an toàn cho bằng, thứ nhất là chúng ta tu tập thất giác chi. Và nếu muốn chúng ta tu tập được thất giác chi đó, kính thưa quý vị, thì chúng ta phải có cái gì? Phải có một sự thu thúc. Cái sự thu thúc này đó tức là thu thúc các căn, tức là mắt tai mũi lưỡi thân và ý này. Nhờ cái sự thu thúc này những ác pháp nó chưa sanh, không thể sanh khởi, những ác pháp đã sanh nó được đoạn trừ hay được cắt, được ngăn. Còn những thiện pháp chưa sanh sẽ sanh, những thiện pháp đã sanh nó được cái sự nuôi dưỡng nhờ cái sự thu thúc này, nhờ cái sự tu tập đó, tránh xa cái điều sợ, cái điều ác, tránh xa cái điều ác. Thì nếu như một người mà có cái tâm thu thúc đó, thì chúng ta không có lo sợ nữa. Nếu như mà không có cái tâm thu thúc thì Đức Phật nói cũng như là như cây cái yếu trước gió vậy, mà trong kinh Pháp Cú cũng đã dạy Sathanu bà sinh bị ha ran tăng ính ri Giêsu ở sông Bù Tăng phu chân nam hiền mắt tỉnh nhu cô si tâm hiền quy tăng, tức là ai sống quán bất tịnh, khéo nhiếp hậu các căn, ăn uống có tiết độ, không có biến nhát mà chuyên tinh cần, thì ma không thể uy hiếp kẻ ấy như núi đá trước gió. Mà nếu như chúng ta sống mà chúng ta không có quán, không có hậu trì các căn, chúng ta không có tiết độ trong ăn uống, chúng ta lười nhát, chúng ta tinh cần, thì ma dễ dàng uy hiếp kẻ như là cái yếu trước gió. Thì đây cái phiền não, cái chết nó cũng là cái ma, nó cũng là ma, cũng là cái phiền não, cái tâm ái luyến, cái tâm sợ chết, cái tâm mà tham sống sợ chết. Đó như thế. Thì chúng ta biết thường kiếp con người, tức là thường thường tham sống và sợ chết. Tại vì sao vậy? Họ cầm nắm mà, họ thương yêu mà, họ quý mến, thương quý cái cuộc sống này, muốn sống cuộc sống này. Và họ biết, chưa biết được và họ sẽ đi về đâu, nó sẽ ra sao và như thế nào. Thì nếu như một người thay vì chúng ta chuẩn bị trước cho tâm của mình, tức là chúng ta biết tránh né, chúng ta thọ trì, chúng ta biết giữ gìn giới, chúng ta tu tập về thọ trì giới, rồi chúng ta gìn giữ cái giới của mình và tu tập cho cái tâm mình nó an tịnh, và chúng ta hiểu biết cái tâm của mình, làm cho nó được tốt đẹp, làm cho nó được tỉnh thức, có cái trí tuệ nó khởi sanh. Thì kính thưa quý vị, thì tất cả chúng ta sẽ an vui. Còn ngoài ra nếu như mà chúng ta cứ lo sợ, chúng ta cứ có một cái sự hoài nghi, có một cái sự khắc khoải, có một sự lo sợ này nọ, thì đâu có cái tâm gì mà để chúng ta tu. Ở trong cuộc đời này á, chính Đức Phật Ngài đã nói như thế này, thì tự chúng ta là cứu chúng ta thôi, ai cứu chúng ta? Chúng ta phải nhớ như vậy. Các vị thiên tử đó xuống, vị thiên tử cùng với 500 chư thiên xuống để bạch Phật, thì Đức Phật Ngài chỉ cái pháp môn tu, rồi từ đó các vị phải tu, chứ không phải là xuống mà cầu Phật che chở để mà thoát khỏi cái khổ cảnh. Không phải như vậy. Mà chính các vị đó phải tự làm một cứu cánh, tức là Đức Phật Ngài chỉ cái phương hướng cho một cái toa thuốc, và từ đó phải uống, và từ đó phải thực hiện để mà mới tự cứu lấy mình. Tức là hãy tự mình làm hải đảo, tự mình làm cái chỗ nương tựa cho chính mình, xuyên qua cái lời dạy của Phật. Chúng ta phải nhớ như vậy. Và giờ phút cuối cùng, kính Đại Bát Niết Bàn cũng vậy, cũng đã nói đó. Các pháp nó vô thường, các pháp nó khổ não, các pháp nó vô ngã. Hãy cố gắng tu tập chớ nhiều dễ vui. Hãy này các vị tỳ kheo nhớ lời Tôn Hậu Lao Phật mình, hữu vi là pháp cấu sanh, vô thường biến đổi hình hoại tiêu, Như Lai căn nhận một điều đáng lo, tu tập chớ nhiều dễ vui. Có nghĩa rằng ở đó nói đến cái gì? Tức là chúng ta không còn cái thời gian đâu. Và nói đến một cái gần nhất là cái chết, nó sẽ đúc cho đối diện nè. Chúng ta đối diện với cái chết, rồi chúng ta sẽ đi về đâu? Và hành trang của chúng ta là cái gì?
hành trang của chúng ta đó, đó là những thiện sự, hay là hành trang của chúng ta đó là những cái điều ác. Nó chỉ có hai cái điều đó thôi. Chứ còn bao nhiêu tiền của, tài sản, vật chất, danh vọng, vợ chồng, con cái, sự nghiệp này, muôn việc điều nương mấy tấc hơi, hơi vừa dứt, việc đời cũng sẽ chấm dứt. Là của cải, vợ con, tiền bạc, nhắm mắt rồi lại nắm tay không. Nắm tay không, không có được cái gì hết. Bởi vì trong khi cái tu tập, bởi chúng ta tu tập thất giác chi, thì trong đó chúng ta có cái được gì? Chính là có chẳng hạn như tinh tấn giác chi, thì chúng ta mới tinh tấn cố gắng tu tập những pháp, những điều bất thiện nó đã phát sinh trong tâm, chúng ta mới diệt trừ nó. Rồi những điều mà ác bất thiện nó chưa sanh, chúng ta không có cho sanh nó sanh nữa. Và những thiện pháp chưa sanh thì chúng ta tinh tấn làm cho sanh. Và những thiện pháp đã sanh thì chúng ta càng cho nó giàu giàu, cho nó phát triển hơn nữa. Để chỉ một cái điều đó thôi. Thì chúng ta tạo nhiều. Rồi khi mà tâm của chúng ta được khinh an, thân của chúng ta được khinh an, thì chúng ta thấy là chúng ta an vui rồi. Rồi một việc nữa, khi chúng ta tu tập như vậy, có trạch pháp, có niệm, có định và có xả giác chi nữa. Tức là chúng ta không có cầm nắm, chúng ta không có bị kẹt hay là bị phải khắc khoải đau thương gì, một chuyện gì phải bực bội, phải phiền muộn. Bởi vì nếu mà người mới biết chuẩn bị cho cái ra đi của chính mình là cái gì, là không cầm nắm gì hết, đừng có bị bắt cảnh, coi như là cảnh nhớ, cảnh thương, cảnh ghét, cảnh lo lắng gì cả, thì chúng ta sẽ có một cái lối về rất là lớn ở trong tương lai. Chứ còn nếu mà gần chết mà bây giờ thấy những sự việc mà ta chưa được hoàn thành, rồi con cái như thế này, vợ chồng rồi con cháu như thế kia, vợ hay chồng như thế này, vợ hay chồng như thế nọ, thì nổi cái tâm đó ai luyến thì cũng đủ chết rồi. Rồi nói về cái người xuất gia đó, nghĩ rằng mình chưa có đầy đủ cái điều này, chưa có đầy đủ cái điều kia, chúng ta suy nghĩ bao nhiêu đó thôi, thì nó cũng là một cái sự khổ đau, một cái sự đọa xứ là cái chắc. Lẽ ra chúng ta được thảnh thơi, lẽ ra chúng ta được buông xả, thì là không buông xả, mà kiếp con người thì cứ cầm nắm nhiều, thì ái luyến nhiều, mà ái luyến nhiều thì làm sao mà thoát được cái khổ, kính thưa quý vị, thoát được cái tâm mà tự tại được. Bởi vì Pháp Cú Kinh số 126 nó là quyền thoại luôn. Tan ha cha giá tí sô cô tan ha cha giá tí phà văn phà giá tan ha giá quý bà mốt tá sa nát thi lô cô cô tô phà văn. Bởi vì ái dục á, thì nó mới sanh. Ái dục mới sanh, sanh sầu muộn. Ái dục nó sanh lo sợ. Người mà dập tắt được ái dục thì không còn sầu muộn, không còn phải lo sợ. Bởi vì còn ái, còn thương, còn ái luyến. Ở đây, cái ái luyến này nó rộng hơn, không phải chỉ thương một người, không phải chỉ thương tiền bạc, không phải thương một hình bóng nào đó, không phải vậy, mà ngay cả luôn cả ái của chúng ta, ái về dục, ái sắc ái và vô sắc ái, hay là chúng ta bám biết qua cảnh nào đó, một cái cảnh nào đó chúng ta cũng thoát không được. Rồi cái sự phiền muộn, cái sự bực bội từ cái ái đó, nó sanh cái sự sầu muộn. Từ cái ái sanh có sự lo sợ, thì cũng như là chúng ta tham sống, đó là cái ái muốn sống, cho nên chúng ta sợ hãi rồi chúng ta phải chết, rồi sầu muộn nó tới. Mà bây giờ một con người hiểu biết được sự sống và cái chết đến và đi chỉ là một sát na tử và một sát na sanh, khởi sanh lên là chúng ta thay đổi rồi. Mình chỉ thay đổi một sát na, sắc na diệt, sắc na sanh, khởi sanh là chúng ta tái sanh, chỉ bao nhiêu đó thôi. Còn cần thiết gì mà phải ái, cần thiết gì mà phải sợ hãi lo lắng? Nó đi theo một quy trình của nghiệp quả. Mà hiểu được cái nhân quả,
hiểu được cái nhân quả như vậy, mình hiểu được cái nhân quả đây do chính là giá trị của trạch pháp. Trạch pháp giác chi, nhờ có trí tuệ đó, nhờ có một sự tường tận đó, hiểu biết một lý, một cách cái lý sanh lý diệt của các pháp, sự vận hành của thân và tâm này. Thân và tâm này nó là một chủ dài của cảm thọ sanh diệt. Mà chúng sinh đó, do còn cái gì? Do còn cái hữu, tức còn sanh hữu nghiệp hữu này ở ngay trong kiếp sống này, cho nên chúng sanh đau khổ. Bởi vì chủ dài của kiếp luân hồi, sự sanh sự diệt này, đau thương này hơn bốn bể đại dương. Và cái bài hôm qua mà chúng ta được nghe được học á, nàng Patachara đó nha, nó mất nhiều hơn bốn bể đại dương, đã bao đời vô bể tang thương. Thì cái sự sống, cái chết của mình, cái sự tử sinh của mình, cái sự đau khổ, những sự tủi hơn, những cái sự mệt mỏi, nước nó còn hơn mà nhỏ xuống những giọt nước mắt này hơn bốn bể đại dương. Sự đau khổ ở trong cuộc đời này nó là yếu tố mà nếu như chúng ta hiểu được thì nó nhân do nhân tham ái mà chúng ta còn hiện hữu. Và nhân tham ái này cũng là sanh khởi tất cả nguồn cơn, tất cả những niềm đau nỗi khổ, những cái vui cái buồn trong cuộc đời này đều do tham ái nó chủ trì và nó mang tới. Nếu như chúng ta cắt đứt, nếu chúng ta hạn chế hay chúng ta biết buông bỏ thì nó qua. Chứ đời mình còn hận, mình còn giận, tức là mình còn bị dướng mắt, mình còn bị chấp thủ, mình còn sẽ còn chấp thủ, mà còn chấp thủ như vậy thì sớm gặp. Cho nên biết buông bỏ, buông bỏ khi mà người ta bị người ta gạt, buông bỏ khi người ta lãng quên, buông bỏ khi mình không kịp chuyến đò, khi không được như ý, đừng phải nuối tiếc nữa. Tất cả là do cái duyên, duyên hợp duyên tan, duyên đến duyên đi. Bây giờ muốn giữ, muốn cầm, muốn nắm, rồi không thể cầm, không nắm, không giữ được. Những lúc mà chúng ta đứng trước những người thân của chúng ta, là cha, là mẹ, là người thân, là anh chị em, là thân bằng quyến thuộc, hay là những bè bạn, hay là những người đồng đạo với nhau, là những người nam nữ cư sĩ, khi thấy chư tăng hay chư tăng thấy quý vị, những hình bóng đó, khi mà xa lìa, chúng ta khiếp sợ đó quý vị. Ta phải chia lìa sự vật mà ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, không bao giờ tránh được. Và cái người mình nó phải như thế, nghe rất buồn mà không thể tránh được. Nếu chúng ta từng đối diện thấy người thân của chúng ta ra đi, quả thật thì không có ai có thể cứu được, không ai có thể giúp được, ngoại trừ người đó. Giúp được hay không là tự một người đó có hành trang, có cái điều thiện, điều lành đã được mang theo. Chứ rồi chúng ta không thể cứu tiếp, chúng ta không thể cứu và giúp cho họ được. Bởi vì mọi chúng sinh có nghiệp riêng của mình. Mà có nghiệp riêng của chính mình thì chúng sinh đó đi theo cái nghiệp của mình. Chúng sinh thì còn tham dục, còn sân hận, còn hôn trầm, còn phóng dật, còn hoài nghi. Đây là các cái pháp truyền cái mà nó sâu thẳm và nó chôn giấu nó cho chúng ta. Chúng ta rất nhiều ở trong đời quá khứ và cho tới ngày hôm nay. Chính những cái phiền não đó, chính những cái tâm tư đó. Và chúng ta đã chết rất nhiều lần. Chúng ta cũng đã sanh quá nhiều lần. Nếu như tâm của chúng ta đó bằng một trạng thái mà như tâm xã giác chi, nó bình thản với mọi cái việc ở trên đời, tâm nó không bị dao động đối với cái đời sống, để giữ cái tâm mình nó bình thản trước trước cái ngọn gió đời,
hay trước tám ngọn gió đời, hay là trước những cái sự cố bất thường mà xảy ra. Kính thưa quý vị, chúng ta phải có sự chuẩn bị trước, rồi người thân của chúng ta cũng coi như là cũng sẽ ra đi, tức là nó có một cái sự thầm báo trước như vậy. Nếu như chúng ta có sự chuẩn bị, rồi chúng ta chết, rồi chúng ta sẽ mất tất cả, chúng ta sẽ không còn cái gì hết. Bởi vì nhắm mắt rồi lại nắm tay không, buông bỏ tất cả, bao nhiêu cái sự giận, bao nhiêu cái sự thương, bao nhiêu cái sự hờn ghét, bao nhiêu cái sự mến yêu, bao nhiêu cái tiền của, bao nhiêu cái tài vật, chức vụ, quyền chức, tài sản, vợ con, đều đến một mình, ra đi một mình. Hiểu như vậy, biết như vậy, kính thưa quý vị, sự ra đi của chúng ta nó có giá trị hơn là cái gì? Cầm thật chặt, nắm thật chặt, giữ thật chặt, rồi cũng không thể bền được, không thể mang theo được. Bởi vì nỗi niềm vui, những ước mong chưa thỏa mà người đã bỏ ra đi. Thật ra cái văn chúng ta để diễn như vậy, chứ diễn ra như vậy thì chúng ta nói cầu, tức là sự thật là chúng ta đã nói là người đó đã đi vào cõi đau khổ. Những điều gì mà ước muốn chưa thỏa, những điều gì mong muốn chưa được á, thì chính là cái sự đau khổ. Bởi cho nên tại sao gọi là sự buông bỏ? Buông bỏ thì mọi việc nó bỏ buông mình. Còn nếu mình cầm nắm giữ thì mãi mãi giữ. Mình bỏ mà buông thì mọi việc nó buông, nó bỏ với mình. Chứ còn mình cầm mình giữ là mãi mãi nó đi theo mình, không thể nào mà có thể có một cái điều khác được. Cầm nắm những ân tình, kỷ niệm, chúng ta cho đó nó là một điều hay, chúng ta cho đó là một điều tốt, mà chúng ta gọi là dấu yêu. À, những kỷ niệm dấu yêu, những kỷ niệm chúng ta nghĩ rằng nó không phai, nó không đổi, hay là trong cái tình ấy, trong cái chân tình đó, chân tình của tình cảm, của tình cảm của bè bạn, tình cảm của phu thê, tình cảm của nghĩa tử, phụ tử, mẫu tử, vân vân, tất cả, và ngay cả tất cả mọi thứ tình đều sẽ là đau khổ. Không có thứ tình nào mà không đau khổ. Bởi vì các thứ tình này được đúc kết và được khởi sanh lên do ái, thì những thứ tình đó sẽ đau khổ. Mà chúng ta buông được, chúng ta bỏ được, thì chúng ta không lo sợ kìa, chúng ta không bị dính mắc kìa. Còn nếu như chúng ta còn, sẽ còn tiếp diễn, sẽ còn đau khổ. Cái chữ phá quá đó chính là cái chữ có tiếp diễn, sẽ có đau khổ. Muốn sống sẽ cho sống. Dạ, muốn sống. Bởi vì giữ gìn từ cái chỗ mà như chúng ta thấy, từ vô minh mà chúng ta có mặt cái gì, từ vô minh nó duyên cho hành, cho thức, bắt đầu thức tái sanh. Từ vô minh này tác động đến là phúc hành, sẽ phúc hành bất động hành, đến từ cái hành động thiện ác này nó đưa đến cái quả khổ, đến quả tái sanh. Nó duyên cho thức, cho danh sắc có mặt, chúng ta có danh có sắc trong cuộc đời này. Rồi chúng ta có lục nhập, rồi chúng ta có lục xúc chúng ta có lục thọ. À, lục thọ, xúc thọ có mặt thì chắc chắn rằng lục ái nó có mặt. Lục ái có mặt thì lục thủ có mặt. Chắc chắn rằng phải giữ gìn, phải bảo bọc, trong đó có cái sự sống của mình. Thôi không được, do cái sự vô thường của tam tướng, vô thường của não vô ngã nó sẽ tới, thì chúng ta phải chết. Mà chúng ta tham sống sợ chết, muốn sống thì khó quá. À, muốn sống thì cho sống tiếp diễn nữa. Mà hữu có mặt thì cái gì? Già chết sầu bi khổ não, lão tử có mặt. Và cứ như thế, bất tích chư sư mất ba đô quay và tham môn, tức là liên quan tương sinh, nó là một cái quy trình
tiếp diễn mãi mãi mãi. Mà nếu như ai từ cái chỗ mà biết buông bỏ, không chấp thủ, có cái tỉnh giác, hay là có cái giác chi, có cái sự tu thúc biết giữ gìn hết, không cho cái phiền não nó khởi sanh, không cho tham ái khởi sanh, thì chắc chắn rằng an lạc trên cuộc đời này. Chúng ta thấy muốn có nó sẽ có, bởi chấp thủ mà giữ, muốn tiếp diễn hay là muốn sống, sợ chết được, muốn sống sẽ cho sống. Mà đó cũng chính là ái, ái đó bắt đầu sanh hữu có mặt, nghiệp hữu có mặt, dẫn dắt chúng ta tái sanh. Coi như ở cái đường khổ, đường ở đường vui, ở cõi vui cõi khổ thế thôi. Và cứ như thế dòng sanh tử này đi từ điều này tới cái điều nọ, đi từ cái điều này tới cái điều kia. Cho nên vì vậy phải nói rằng nếu như ai mà hiểu biết á, có một cái nhà hiền triết, cái ông Robert cũng nói một câu rất là hay: những cái lạc thú trên cuộc đời này nó cũng như là cánh hoa đã nở, nó không khác cánh hoa nở. Khi mà vừa cầm lấy nó đó thì nó sẽ rơi rụng, hay là như tuyết nó đổ trên dòng sông, vừa thấy trắng xóa thì bỗng chốc nó tan biến mãi mãi trong nước. Khi thấy một hình sắc, nghe một âm thanh, ngửi một cái mùi, nếm một vị, thì kính thưa quý vị, thì tâm tư chúng ta nó thỏa thích hay là nó không thỏa thích gì đó, thì nó chỉ là một chút xíu đó rồi nó đi qua. Nhưng tâm của chúng ta bị lắng động là chúng ta thích và chúng ta không thích. Khi nghe, khi thấy, khi ngửi, khi nếm, khi đụng của ngũ quan này, và nó trợ tạo cho tâm đó, mà tâm nó bất cảnh rất là lẹ. Cho nên chúng ta im lặng ở đó đó. Nhưng điều mà cái sự im lặng, cái sự bằng sự tỉnh thức, hay sự im lặng bằng một cái tâm mà nó giao, thì nó chỉ có một chút xíu thôi. Thì trong cuộc đời này nó cũng như thế đó. Nếu chúng ta biết cái đẹp như của cánh hoa, cánh hoa nó nở, mà nhất là như chúng ta đụng cái cánh hoa sen, chứ cánh hoa sen nó nở rồi đụng vô một cái là nó rơi, đúng vậy đó. Hay theo hoa hồng á, thì chúng ta thấy nó nở rồi, chỉ trong một ngày hay trong một thời gian ngắn thôi là nó phai màu, nó úa màu. Nếu như ở nhiệt độ nóng nắng nữa thì nó càng rơi nhanh nữa. Thì chúng ta phải hiểu bằng cái cuộc đời bằng như thế đó. Từ chỗ đó chúng ta biết được cái sự mong manh, biết được cái sự tạm bợ, thấy được cái sự mong manh, thấy cái sự tạm bợ. Thì phải nói rằng từ tâm tư tình cảm, từ những sự vật gì mà ta có, ta được, ta có mặt đây, thì phải nói rằng nó phai lắm, nó lẹ nhanh lắm. Chưa nói là kiếp sống của kiếp người quá ngắn ngủi so với các cõi thiên. Chỉ một giờ của các cõi thiên, một phút giây của các cõi thiên cao nữa, các cõi phạm thiên, thì sự sống của chúng ta như là một vài phút của chính họ thôi. Mà họ còn cảm thấy thời gian tuổi thọ sống ở trên các cõi thiên kia, đứng trên cái nhìn của các bậc thánh đó, thì nó vẫn là vô thường. Với người có trí tuệ đó, hiểu biết Phật pháp, thì các cõi đó nó cũng vô thường. Và ta đã từng sống ở cõi, các cõi sắc giới, cõi vô sắc giới đó rồi đó, thưa quý vị, chúng ta từng đi qua đó rồi. Cái thời gian nó rất là dài, rồi nó cũng đi qua. Rồi như kiếp con người, hay là những kiếp của chúng sinh đó, cõi đau khổ đó, như địa ngục hay là bàn sanh gì, nó chết nó sống đó, là liên tục, nó còn nhanh hơn nữa. Cái tuổi thọ nó còn càng ngắn, tuổi thọ nó do cái ác nghiệp nó phải trả đó, thì nó càng nhiều hơn nữa. Cho nên ở đây, bởi vì cho nên khi mà chúng ta đọc lại cái câu kinh, chúng ta mới thấy rằng tại sao mà hết sức tuyệt vời cái chỗ là như thế nào. Chỉ có cái gì?
chỉ có tỉnh chỉ tuệ giác hay là hậu các, các căn buông bỏ các chấp pháp các á, thì Đức Phật đã khẳng định ta không thể phá nam an toàn như là như đó là như như thế. Và mà chúng ta cũng hiểu ở trong cuộc đời này không có một chỗ nào mà an toàn mà tốt đẹp, chính là giá trị của niết bàn, cái giá trị của không khổ không sầu. Bởi vì cái trạng thái của niết bàn là cái tịch tịnh vắng lặng, không còn phiền não, không còn sanh tử. Mà muốn vậy thì cái gì, cái trạng thái đó, đó nó không có cái gì, không có thiện ác, không cái lo sợ, không có cái sầu bi. Đó chỉ là một sự tịch tịnh, chỉ là một sự vắng lặng trong cuộc đời này, là cảnh chứ không là cõi để chúng sinh tựa, chúng sinh nương vào đó để sống và để cầu và để được, để đạt được. Ngoài niết bàn không có một sự an lạc nào ngoài niết bàn. Nibbanang paramang sukhang, niết bàn là tối an lạc, và nó cũng là cái chỗ nương, cái chỗ tựa vững chắc nhất trong cuộc đời này. Bởi vì ngay khi đó tức là cái gì, không còn sinh tử, không còn đau khổ nữa. Còn trong cuộc đời này tử sinh đến đi nó là như thế. Mà nếu như chúng ta thành tựu thất giác chi, chúng ta có sự tập các căn, có sự buông bỏ, thì chắc chắn là chúng ta mới thành tựu được niết bàn, thành tựu được các pháp trên, thì chúng ta mới viên mãn được niết bàn, hay chúng ta đạt được niết bàn. Đây là một giá trị sự thật. Thì bây giờ nếu như chúng ta làm sao để chúng ta không phải lo sợ khi chúng ta rơi vào khổ cảnh, là chúng ta phải quán nhận sự chết, chúng ta phải tu tập thất giác chi, chúng ta phải phòng hộ các căn, và chúng ta biết buông bỏ. Đừng có nắm, đừng có cầm, đừng có ái luyến quá nhiều về cuộc đời này, thì chúng ta sẽ có lối về, sẽ có sự an toàn. An toàn ở cho cái kiếp tương lai, và cũng là nhân là duyên để chúng ta bắt cầu giải thoát, để chúng ta an lạc mãi mãi, không còn sinh tử, không còn đau khổ. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy, chắc chắn có nhiều cái điều còn phải được Chư Tôn Đức Tăng quý ngài thảo luận trong bài học hôm nay, để tất cả được lãm tường và ý nghĩa của bài học được mở rộng hơn nữa. Dạ. Nếu có điều chỉ sơ tất, trên kính ngưỡng mong Chư Tôn Đức Tăng cùng toàn thể đại chúng quan nghị, và kính dâng phần phước đức trên đệ Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư tiên hộ trì chánh pháp, như là các vị chư thần chư tiên ở chùa Bồ Đức, chùa Quảng Nghiêm. Mong tất cả được an lạc, được tấn hóa, và mong tất cả chúng ta tiến hóa tụ tập ở trong Phật pháp, để chúng ta đón nhận sự chết, để chúng ta thành tựu được chấm dứt sanh tử đau khổ. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Kha giá. Sa thủ kinh trình. Thưa tòa tuyên quyền, bạch thưa tòa tuyên sư, không biết thưa tòa có còn ở trước máy không? Nếu thưa tòa tuyên sư nghe được tiếng thỉnh, thưa tòa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thưa tòa tuyên sư, thưa tòa có nghe được không? Thưa tòa pháp đăng đây, thưa tòa có ở trước máy và thưa tòa có nghe được không? Nếu thì thọ đang dạ có nghe. Thì đó đang, nếu có người họ nói như vậy là cái người bình thường mà chết thì họ sợ chết, vậy trong kinh nói là đa số chúng sanh đều run rẩy trước sự chết. Như vậy những người mà họ tìm đến cái chết, gọi là họ tự tử, họ nguyên sinh đó, thì khi họ chết họ có sợ chết hay không, hay là lúc họ chết nó là một sự thỏa mãn, lúc họ chết nó là một sự điềm tĩnh? Theo thì cậu nghĩ sao? Người mà tự tử họ có bình tâm trước cái chết hay không? Bình tâm hơn là người thường hay không? Cái tỉnh thường toàn. Hello. Dạ, con đang kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Nó kính đảnh lễ thường toàn Tài Siêu, thường toàn Giác Đẳng, thường toàn Tuệ Quyên, thường toàn Minh Hạnh, Đức Tuệ Tri, Đức Quyên cũng Tề Đức Sư Nguyên Thông cùng với Chư Tôn Đức Tăng kính chào quý bà cô tu nữ, thân chào Phật tử. Thì theo con nghĩ rằng thật sự đó thì đối với tất cả chúng sanh, mình gọi là
không có một người nào sợ chết. Dù là mình thấy những người đó đó, họ có cái hào khí như là những người samurai, ví dụ như vậy, họ lấy dao vào bụng, thấy như vậy. Nhưng thật sự khi mà đến cái giai đoạn chết đó, họ cũng rất là, tại vì thường chúng ta thấy đâm như vậy đó là một cái tâm sân nó làm được. Cái tâm sân, cái tâm mà quỷ hoại luôn cả cái thân thể chúng ta, là chúng ta cũng tự quỷ hoại. Thì như vậy, nhưng mà khi mà chúng ta sanh và chúng ta tử, sanh bằng cái tâm nào chúng ta tử bằng cái tâm đó đó, thì khi mà chúng ta bắt đi những cái hiện tượng, hay là trong cái thời gian mà chúng ta chết, chúng ta cũng rất là sợ hãi. Chứ không phải là mình đâm cái là mình chết liền đâu quý vị. Mình đâm cái là máu nó phục ra thì cái nọ, rồi cái người mình nó đi tới sự loạn động, sự loạn động vì máu nó phun ra như vậy. Chứ không phải đâm như vậy, thì họ cũng phải, máu của họ nó cũng phải bơi đi, rồi tim của họ nó không có đủ cái lượng máu để nó bơm. Những cái hiện tượng nó xảy đến thì họ mới chết. Tuy rằng đối với chúng ta đó, thì chúng ta thấy những đâm vừa chết liền, như thật sự ra thì nó diễn biến cũng phải qua nhiều cái lộ tâm, mà nhiều cái lộ tâm, rất là nhiều những cái lộ tâm nó diễn tiến như vậy. Nhưng mà khi mà đến cái đến mà khi mà chúng ta có cái hiện tượng mà như là những cái hơi thở hay là những cái nhịp tim rồi trong cơ thể chúng ta đó, thì lúc bây giờ cái tâm chúng ta sẽ loạn động. Và chúng ta cũng biết rằng cái người tử, cái sát na chỉ còn có 5 cái cháu ná thôi. Nó không có như người bình thường. Nếu mà nói đến lộ tử á, thì nó chỉ còn 5 cái cháu ná. Thì giống như một người xỉu vậy quý vị. Một người xỉu, quý vị biết người xỉu đó. Thì thường thường một cái người xỉu đó, thì họ muốn cái gì đó họ không làm được, quý vị hiểu. Tại vì lúc bây giờ cái tâm của họ nó còn mùi lực mức độ như vậy đó. Họ rơi vào cái tử, và cái tử đó họ phải có một cái sự tái sanh, là do cái tâm của họ biết cảnh. Bởi thường thường chúng ta biết rằng tâm nó biết cảnh, chứ không phải là mình nói đơn thuần là nó chết thì cái tâm của họ đó thì tùy cái loại tâm mà diễn tiến từ cái lúc mà họ nguyên sinh, ví dụ như họ dùng dao mà họ đâm vô trong người của họ được đó, là do một cái truyền thống. Ví dụ chúng ta thấy như người Nhật Bản có cái truyền thống samurai như vậy, đâm được đập vào đầu của họ đó nhiều thời gian rồi, cho tới bây giờ họ khi mà họ thất thủ một cái chuyện gì đó thì dùng dao họ đâm vô ruột con người họ chết. Nhưng mà khi đâm vô chết như vậy đó, thì chúng ta biết rằng cái thời gian mà từ lúc đâm cho đến lúc chết đó, nó cũng qua rất là nhiều những cái giai đoạn, những cái giai đoạn đó, dẫn đến cái sự tử vong. Như vậy đó, thì khi mà mình tử vong đó, cái nghĩa là những cái gì hiện tại mình đang có đó bây giờ mất hết luôn cả. Thường thường chúng ta biết rằng chúng ta tục sinh đó, chúng ta tục sinh bằng được làm người á, thì chúng ta phải tục sinh bằng cái thiện nghiệp, cái thiện nghiệp. Nhưng mà khi chúng ta chết á, mà chúng ta không có an trú vào cái thiện tâm đó, cũng như hồi nãy mình nói rằng cái trạch pháp giác chi đó, niệm giác chi hay là trạch pháp giác chi đó, là những cái tâm thiện hợp trí thôi. Dù là vị đó là vị thánh tu đồ quần, tức là hàm a na hàm, cũng phải sử dụng cái tâm hợp trí. Rồi cái tâm hợp trí đó thì nó có những cái sở hữu như tính, niệm, tàm, quý, vô, tham, như sân, hành, xả đó. Tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, nhân tâm, nhu thân, nhu tâm, thức thân, thức tâm, thuần thân, tâm, chánh thân, chánh tâm. Thì lúc bây giờ nó có những cái pháp thiện đó, là cái tâm nó không có, nó không phải là cái tâm là cái tâm khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm cho quả vui. Nên khi mà mình có những cái thiện pháp mà lúc mình tử đó, thì mình mới được sanh làm người trở lại, quý vị. Mình hiểu như vậy. Nên cái tâm thiện nó mới cho ra cái tâm quả hợp trí để tái sanh làm người tam nhân, và tâm thiện ly trí cho sanh làm người dị nhân. Nhưng mà nó phải có vô tham vô sân, có nghĩa là vô tham vô sân là vô tham là cái sự lìa bỏ, vô sân là cái sự không nóng nảy, mới được sanh làm người, dù là người lạc dị nhân đi. Nhưng mà khi mà chúng ta đánh mất cái đó đó, đánh mất cái đó đó, và chúng ta rất là khó để mà sanh trở lại, khó để mà sanh trở lại được làm người. Vì Đức Phật kịp tuyên bố rồi trong kinh Thiên Sứ và kinh Hình Ngu, quý vị, Đức Phật nói rằng cái số người chết á, mà sanh vào đọa xứ nó nhiều như cái lông con bò vậy, cái số người sanh về nhàn cảnh nó ít như cái sừng con bò vậy. Cái sừng con bò chỉ có hai cái thôi, thành ra khi chúng sanh chết mà rơi vào đọa xứ thì nó rất là nhiều kinh khủng lắm, rất là nhiều kinh khủng. Tại vì thường thường á thì quý vị biết rằng á, mình không bao giờ nghĩ rằng mình được sanh làm người hay làm chư thiên là do cái thiện nghiệp,
dù chúng ta cũng biết rằng chư thiên đó họ cũng có cái hiện tượng là họ biết được cái thiện nghiệp do họ sanh họ làm chư thiên, nhưng mà rồi cái thời gian sống đó, đến lúc mà tử đó, nếu mà họ không có phản tỉnh ra lại đó, mà không phản tỉnh là coi mình gần chết chưa đó, và khi mà họ thấy mình gần chết đó, thì họ cũng rất là sợ hãi. Và nhất là khi họ biết họ chết sanh vào đỏ xứ đó, họ còn sợ hãi hơn nữa. Và chính vì như vậy nên họ đi tìm Đức Phật họ quy y như vậy đó quý vị. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng dù là một cái người đó được gieo vào đầu cái tư tưởng là mình tự giận mình chết cho nó giải thoát, nhưng mà thật sự ra không có như vậy. Tại vì những cái tâm mà sân hận si mê đó, những cái tâm mà muốn tự giận là những cái tâm sân và tâm si thôi, chứ không có thể nào là bằng tâm thiện được hết á. Chúng ta cũng nghe rất là nhiều những cái câu chuyện những vị tỳ khưu đó mà đem tới con dao, nhưng mà khi mà đưa dao vô cắt cổ vị đó cũng hoảng loạn, nhưng mà vị đó kịp thời để trấn an, là vì đó biết tu tập và biết cái phương pháp mà Đức Phật này dạy, an trú vào niệm nhất chi, tập pháp nhất chi, nên vị đó có thể trong cái sự mà đó vị đó phản tỉnh trở lại, mà vị có thể chứng đắc đạo quả được. Cái chuyện này cũng có, nhưng mà đây là những cái chúng sanh mà đầy đủ cái duyên lành, quý vị. Chúng sanh đầy đủ duyên lành, còn lại thì thật sự đó, dù là trời người hay là tất cả vua chúa hay là này kia nọ đó, thì họ cũng đều hoảng loạn đó. Lúc mà họ chết họ đều hoảng loạn đó, chứ không phải là chúng ta tự giận lại cái hay là những người samurai như vậy chết thì họ sẽ tự tin, nó không có đâu quý vị. Vì họ không biết họ đi đâu, nên bình thường quý vị nghe cũng như câu chuyện mà người con gái thì dệt đó, Đức Phật hỏi ngày đi đâu, từ đâu đến đó. Rồi chưa nghe pháp mà đi về đâu, cũng không biết mình đi về đâu hết. Tiền tử mình sinh đó, thì theo cái nghiệp của mình, mình cũng không biết mình đi sinh như đâu. Và chúng ta thường thường chúng ta hiểu như thế này, được sanh làm người đó, rồi lúc bây giờ có người nam người nữ, họ với cái thời kỳ của người phụ nữ họ thụ thai đó, thì tinh trùng cha, cái nõn bào của người mẹ và cái thời kỳ đó mình mới tục sinh vô chỗ đó, nên mình không biết mình đi tục sinh vô chỗ nào đâu nếu mình được sanh làm người trở lại. Và mình sinh làm chư thiên đó, mình cũng không biết mình sinh vào làm chư thiên lớn hay là nhỏ. Chúng tôi nói như vậy cũng như quý vị thường thường nghe nói rằng vị chư thiên sanh về cõi trời, sanh ở ngoài cái cung điện đó, thì là những người phục dịch thôi. Sanh ở trong cung điện đó, mà xong trên cái bắp vế của những vị thiên tử đó mới là thiên hậu. Chúng ta hiểu như vậy nên cũng sanh đó, chúng ta cũng hoàn toàn không bao giờ biết được hết, không bao giờ biết được. Và cái tâm của chúng ta đó, lúc bây giờ đó là cái thiện tâm đó như thế nào để cho chúng ta sanh đi. Và thường thường thì chúng ta biết rằng tất cả những chúng sanh mà từ khi nào là bị đắc đầu quả tu đầu quần thôi, biết chắc chắn là mình không rơi vào đọa xứ, mình chỉ sanh trời người thôi. Nhưng mà vị đó cũng không biết là mình sẽ sanh đi đâu đâu, rất là hiếm. Có những vị có cái hạnh nguyện, có cái phước báo đặc thù đó, thì họ mới có cái khả năng đó, chứ còn thường là trở lại là không biết đâu quý vị. Như vậy thì chúng ta biết là những vị samurai hay những người muốn tự giận thì họ gặp một cái chuyện gì đó nó bực bội quá đi, họ dồn ép họ, nó giống như là một cái đường mà không có lối thoát. Chúng ta nhất là chúng ta nghe những người mà họ mắc nợ quá nhiều đó, họ không thấy có khả năng để trả nợ, và những con nợ nó khủng bố họ, rồi họ tìm cách là họ tự tử và chết, vì họ không còn cái lối thoát. Nên bình thường quý vị thấy dù là những người samurai đi cũng vậy, họ đem dao họ đâm vô người họ chết, họ cũng là những người không còn lối thoát đâu quý vị. Cái tâm của họ lúc bây giờ là không có lối thoát, nhưng mà khi họ đâm như vậy đó, thì họ sau cái đâm vô như vậy đó, họ cũng rất là hoảng loạn, chứ không phải là họ bình tĩnh được đâu. Thì ở trong cái câu hỏi tượng tọa đó cũng xin chia sẻ và cũng khẳng định là theo lời dạy của Đức Phật đó, thì tất cả chúng sanh mà khi họ chết đó, thì họ đều hoảng loạn hết, vì bản chất của họ là biết mình đi đâu, và sau khi chết đó, là họ không biết mình sẽ được làm cái gì. Nên cái trạng thái mà chúng ta thấy tham ái là Đức Phật gọi là tập đế, dẫn đi luân hồi là cho sanh ra làm người phải chịu cái khổ đế đó. Cái khổ mà bao nhiêu cái sự khổ, cho đến cái sự bất ý không được tội lòng, hay là cái sự áp lực của nợ cơm gạo áo tiền, hay là áp lực của những cái danh lợi, những cái thành đạt thành bại đó, nó áp lực đó dù cho đem mình đến tự giận đi, nhưng mà mình phải biết cái đó chỉ là một cái trạng thái cùng đường của cái trạng thái tâm lý
là người đó đem được con dao để tự vận thôi. Thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu cái gì cần nói thêm về thỉnh tượng tọa bây giờ thì con xin nguyện nói cho tượng tọa. Sau cái trình thượng tọa pháp đăng với câu trả lời vừa rồi, bất thiết tập thừa siêu thượng tọa có nghe được không? Nếu thừa tập thừa siêu đang ở trước máy, xin thỉnh thừa tọa hoan hỷ. Dạ, trả lời cho cô trả lời tiếp theo. Bất thừa tập thừa siêu có một điều mà tương đối là khó hiểu về đời sống của nhân loại đó. Ở trong bài kinh này chúng ta thấy rằng thiên tử Subrahma thấy rằng mình sẽ chết, biết được mình sẽ chết, và dĩ nhiên chư thiên không có hấp hối giống như chúng ta, và chư thiên đã để biết sự tử thọ sắp mãn nên đến gặp Đức Phật để thỉnh cầu Đức Phật này chỉ cho một cái những cái gì nên làm. Tất cả chúng ta những người đang có mặt ở tại đây đều phải chết hết. Dạ, chúng ta đều phải chết. Và nếu chúng ta sống lâu lắm á, thì trăm năm ở đây chắc là chúng ta không ai sống trăm năm hết. Nhưng mà có lý do nào mà chúng ta biết là mình sẽ chết? Và rõ ràng là khi chúng ta đi qua cái sự lâm chung đó, thì cái cảm giác nó sợ hãi, cảm giác nó bấn loạn, dao động. Nhưng mà tại sao bây giờ chúng ta sống vững như vậy? Chúng ta có vẻ như là chúng ta sẽ sống hoài, hay là còn lâu lắm mới chết, hay cái chết là xảy ra ở đây ai đó chứ không phải chính mình. Ngay cả chúng ta đọc tin tức là có rất nhiều người thân mà 1-2 năm trước là không nghĩ là chết trong Covid, mà bây giờ đã chết vì Covid rồi. Ở trên thế giới có 5 triệu người chết vì Covid rồi. Nhưng mà dường như là chúng ta có thái độ là mình sẽ không chết. Lý do tại sao chúng ta vẫn như vậy? Xin thượng tọa khoan hỷ chia sẻ một vài cái suy tư của thượng tọa. Kính thỉnh thượng tọa thưa sư. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, không phải là con người chúng ta có cái bản lĩnh vững vàng trước cái chết đâu. Nó có ba cái thái độ. Thứ nhất là một người có thái độ vững vàng trước khi chết là tại vì người đó họ bị cái họ còn bị đang bị chi phối với cuộc sống, với những cái công việc, cho nên họ không có quan tâm đến cái sự chết. Thứ hai, một người mà họ có thái độ vững dưng là vì họ sợ hãi sự chết cho nên họ không dám nghĩ tới. Còn thứ ba là người dựng chừng trước cái chết là vì người đó biết cái lý pháp là chúng sanh ở đời có sanh ra thì đương nhiên phải có chết, không nhanh thì cũng chậm,
cuối cùng cũng phải chết. Và đối với người mà có cái thái độ dương trước cái chết, thuộc hạng người thứ ba đó, thì người này thật sự là một người có trí tuệ. Còn hai hạng người kia đó, thưa quý vị, tại vì họ không biết cái chết, hoặc là họ lo công việc, bận rộn công việc, từ nào chết đến họ hay. Còn một người thì không dám nghĩ đến cái chết. Thì đối với hai hạng người đó, xem như là người không có trí tuệ. Thì ở đây người Phật tử chúng ta, chúng ta không để cái sự chết ám ảnh. Nhưng mà chúng ta cũng không nên thờ ơ và xem như là còn lâu lắm mình mới chết. Cái trường hợp đó không nên. Vì có cái câu chuyện mà trong Hốt Cốt Kinh có ghi lại, một nhà thương buôn nọ khi đi đến tại, đem hàng hóa đến tại thành Savatthi, vừa kịp lúc vào mùa mưa, cho nên ông ta dừng chân lại, hạ trại ở trong thành Savatthi và nghĩ rằng thôi thì mùa mưa ta ở đây, rồi khi hết mùa mưa qua đến mùa khô thì ta sẽ đi đến nơi kia, rồi hết cái mùa khô đến cái mùa khác thì ta hãy đi nơi khác nữa. Cứ suy nghĩ như thế, lúc đó Đức Phật Ngài với Tôn giả Nan Đa đi khất thực. Ngang cái chỗ của người thượng buôn nọ, Ngài thấy người thượng buôn này có duyên lành, cần tiếp độ. Ngài bảo Tôn giả Nan Đa ngày tiên tri cho biết 7 ngày nữa ông ta sẽ chết. Mà giờ ông ta đang sắp đặt cái lịch trình phải đi như vậy như vậy. Thì Đức Phật này dạy Tôn giả Nan Đa đi đến báo cho ông ta một tiếng để cảnh tỉnh ông ta. Và khi mà ông ta nghe nói như vậy thì ông ta mới nghĩ đến cái chết. Và ông ta lo làm phước, đến ngày thứ bảy ông ta được Đức Phật là thuyết pháp, ông ta chứng quả dự lưu và chết được sanh được cõi trời. Thì trong cái dịp đó Đức Phật ngài mới thuyết một cái bài kệ người ngu cứ mơ mà suy nghĩ, mùa mưa ta ở đây, mùa đông ta ở chỗ kia, rồi mùa hạ tới ta ở chỗ này. Người ngu cứ thế mơ màng, không hay nguy hiểm khi đang đợi chờ. Và mới thuyết lên cái bài kệ pháp cú đó. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta cũng thường xuyên, mỗi ngày
chúng ta cứ suy niệm, gọi là Afinhang Pachamukhana, là phải thường xuyên tâm niệm. Maranathamam hi maranang anitito, ta phải bị chết không thoát khỏi sự chết. Để luôn luôn nhắc nhở, thôi thúc cho mình nên làm những việc gì cần phải làm để làm hành trang cho ngày vị lai, là hậu cứu cho ngày vị lai. Tức là chúng ta lo tu tập, làm các cái công đức phước báo. Thì tất nhiên là chúng ta không có sợ hãi, vì chúng ta biết rõ cái sự chết sape sata marisanti maranan tăng chi vi tăng, tất cả chúng sanh đều sẽ chết, vì mạng sống này chỉ có sự chết là kết thúc. Chúng ta biết rõ như vậy cho nên chúng ta không có lơ là được, nhưng mà chúng ta cũng không nên có sự hốt hoảng rồi chúng ta bỏ hết công việc làm hàng ngày, rồi chúng ta cứ ngồi đó chúng ta rầu rĩ lo âu sợ hãi, thì cái điều này nó cũng vô ích. Cho nên chúng ta không có cái thái độ dửng dưng trước cái chết, xem như nó không có bao giờ xảy ra cho mình, không có thái độ đó, nhưng cũng không nên hốt hoảng sợ hãi với sự chết, vì mình sợ hãi như vậy, hốt hoảng như vậy thì cũng không có thoát được. Thế thì bây giờ mình vẫn biết và luôn luôn phải nhắc nhở, phải cảnh tỉnh chính bản thân mình để chúng ta làm những việc cần phải làm. Bởi vì sa dân ca ta ni pu nha ni tăng mi tăng sambara di căn, các phước báo, các công đức do tự mình làm là bạn trong ngày vị lai. Chúng ta cứ nhớ như vậy. Thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái ý nghĩa câu thảo luận số 2 như vậy. Xin thỉnh Thượng Tọa Giác đã trở lại. Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính thưa Thượng Tọa Thiền Sư, bất Thượng Tọa Thiền Sư, Thượng Tọa hoan hỷ trả lời một câu nữa rồi thỉnh Thượng Tọa đi nghỉ. Hôm nay chúng ta đọc bài kinh này đó, thì chúng ta nghĩ rằng câu chuyện của Thiên Ngữ Suprama đó không phải là riêng của vị này, mà của tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta rồi sẽ chết, tất cả chúng ta sẽ đối diện với những giây phút sau cùng trước khi mình chết, hoặc cách này hay cách khác. Nó giống như tất cả những người đi học đều có cái bài thi cuối khóa, final exam, bài thi cuối khóa chúng ta. Thì đó có thể quan hỷ cho một vài cái người ý là theo Phật Pháp thì chúng ta làm gì gọi là chuẩn bị tốt. Chuẩn bị tốt cho cái bài thi cuối khóa này, chuẩn bị tốt cho cái giờ phút mà tất cả mỗi chúng ta đều sẽ phải đi qua cái nhịp cầu sanh tử, và không ai trong chúng ta không đi qua. Và chúng ta làm cái gì gọi là chuẩn bị tốt ở kinh thánh Thượng Tọa? Nam Mô Bụt Tha Gia. Kính thưa quý vị, Đức Phật này cũng dạy rằng vua thai chết có phước.
khi mà giờ phút lâm chung đến mà chúng ta có tạo được cái công đức, cái phước báo sẵn sàng để làm hành trang đem đi, thì chúng ta sẽ được yên tâm. Thứ hai nữa là chết ở trong cái trạng thái tâm an tịnh, không có bị rối loạn, không có bị bấn loạn, thì như vậy là sẽ hướng đến một cái sanh thú tốt đẹp trong tương lai. Do đó chúng ta có hai cái sự chuẩn bị. Một là ngay từ bây giờ, khi nghĩ đến cái chết mà chúng sanh sẽ phải ra đi tùy theo cái nghiệp của mình, thì chúng ta làm các cái công đức phước báo, như là hàng ngày chúng ta cố gắng làm những công đức như là bố thí trì giới, tu tiến cung kính phục vụ tính pháp thuyết pháp, hưởng phước tùy phước, cải chánh tri kiến. Chúng ta làm không biết mệt mỏi, cho dù có sự trở ngại như thế nào nữa, chúng ta cũng đừng có sợ, đừng có chùn chân, đừng có thối chuyển. Chúng ta phải làm các công đức phước báo với hai cái ý niệm. Một là không bao giờ biết no trong thiện pháp. Thiện pháp là bao nhiêu cũng không đủ. Hễ còn sống lúc nào, có cơ hội lúc nào thì chúng ta làm lúc đó. Làm hoài, lần hoài, không biết no trong thiện pháp. Thứ hai là bất thối chuyển trong tinh cần. Là dầu cho nó có nhiều cái trở ngại, có nhiều cái sự cản bước ở phía trước, nhưng mà chúng ta nghĩ đến phước là chỗ nương tựa trong ngày vị lai, thì chúng ta cố gắng làm. Đó là cái chuẩn bị thứ nhất, nó tốt đẹp. Cái chuẩn bị thứ hai nữa là ngay từ bây giờ là quý vị có sẵn sàng để chúng ta giữ cái tâm bình an, thanh thản khi mà chúng ta từ bỏ cái đời sống cũ hay không, bằng cách là chúng ta phải tập nhạy bén trong cái chánh niệm và nhạy bén trong cái trí tuệ tỉnh giác hay là suy tư, làm phước để dành là một lẽ, nhưng mà hàng ngày chúng ta phải tập khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, lúc nào chúng ta cũng phải có cái sự tỉnh thức, biết mình trong lúc đang làm cái gì, chúng ta cũng chánh niệm biết rõ. Khi đang đi, đang đứng, đang nằm, đang ngồi, buổi tối khi chúng ta vào nằm ngủ, chúng ta chớ có để cho tâm phóng dật, suy nghĩ quá nhiều, để rơi vào cái tình trạng là mệt rồi ngủ, mà chúng ta phải lắng tâm lại, nằm và chúng ta chánh niệm với cái quay nghi nằm. Chúng ta ghi nhận rõ ràng từng hơi thở ra, hơi thở vào trước khi chúng ta ngủ. Tập như vậy nó quen đi thưa quý vị. Thì mai mốt khi mà giờ phút lâm chung cũng như là chúng ta đi vào trong giấc ngủ vậy,
chúng ta nằm xuống là chúng ta có chánh niệm theo hơi thở, thì như vậy ra đi một cách nhẹ nhàng, tâm nó không có âu lo, không có phiền muộn, bỏ lại tất cả. Thứ hai đó, ngoài cái chánh niệm ra là chúng ta phải tập làm sao chúng ta buông bỏ. Ở trong đời sống hàng ngày chúng ta hay bị chi phối bởi cái gì là sở hữu của mình. Người cư sĩ bên ngoài thì có nhà, có đất, có tài sản, có con cháu. Thường hay chúng ta bị dính mắc, chúng ta phải tập bỏ đi, tập xả bỏ đi cho nó quen. Để giờ phút đồng chung chúng ta không có bị vương vấn, chúng ta không có bị vương vấn. Ở đây trong cái câu mà Đức Phật này gọi là Anyatra Sapanisakga, tức là ngoại trừ cái việc mà xả bỏ tất cả, ta không thấy cái sự an toàn nào khác để cho chúng sanh. Thì ở trong đó là một trong ba điều mà Đức Phật đã dạy chúng ta đó. Thì ở đây đó, chúng ta phải tập buông bỏ, chánh niệm và buông bỏ. Chúng ta chuẩn bị trước thì vừa, thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị trước là vừa, để trong giờ phút lâm chung, dầu cho chúng ta có tiền muôn bạc vạn, có địa vị, có chức quyền, hay là có tài sản, hoặc là có quyến thuộc đông đảo, con cháu xâm về, nhưng mà chúng ta hãy xem như là tất cả đều là phù du, là giả tạm. Tập bỏ dần 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 dần, không phải là ngày mai chúng ta chết, ngày mốt chúng ta chết. Mặc dù chúng ta biết là không có nhất định được, nhưng mà chúng ta phải tập buông bỏ dần dần để cho tâm nó thanh thản trước. Nó có một cái thường gợn y duyên thành thói quen, giờ phút lâm chung thì tâm chúng ta mới xả bỏ được dễ. Và một cái điều cuối cùng nữa là hàng ngày quý vị phải tập suy niệm. Tập suy niệm tức là sampajanya, là cái sự tỉnh giác. Tức là hàng ngày người Phật tử chúng ta gặp bất cứ cái gì, chúng ta cũng đều quán thấy đó là vô thường, là khổ, là vô ngã. Pháp hữu vi là vô thường, khổ và vô ngã. Chúng ta cứ quan sát như thế đấy. Hễ mà chúng ta quan sát thường xuyên như vậy đó, thì nó cũng sẽ giúp cho chúng ta có sự buông bỏ dễ dàng. Cũng là chính cái sự quan sát hàng ngày như vậy, nó làm cái tiền lệ cho chúng ta có thói quen nhập tâm vào trong cái ý tưởng đó, nó dễ. Thì khi mà giờ phút lâm chung mình biết không làm gì được nữa đối với sự sống, thì bây giờ mình đã thuần thục, mình sẽ hướng tâm đến cái việc mà cứ nằm đó mà suy quán về vô thường, khổ não, vô ngã, cho tâm nó yên tĩnh. Như vậy là chúng ta có một là làm để hậu thuẫn trong đời sau đó, là chúng ta phải cố gắng chúng ta tạo cái công đức phước báo. Và ngay trong hiện tại là chúng ta phải tu tập thuần thục chánh niệm, buông bỏ và tỉnh giác. Thì cái đó nó mới tốt cho chúng ta. Thì chúng tôi xin chia sẻ với quý vị trong cái câu thảo luận thứ ba mà Thượng Tọa Gia Đẳng vừa nêu. Mong rằng các Phật tử chúng ta lưu ý điểm này để chúng ta tốt. Xin thỉnh Thượng Tọa Gia Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Sa thú, kính kính thưa tòa thầy sư, kính thưa sư huynh đi nghỉ. Thưa tòa thầy quyền ơi, thưa tòa có ở trước mắt thưa tòa nghe được không? Nếu thưa tòa thầy quyền nghe được, xin thưa tòa hoan hỷ trả lời cho một câu hỏi khác. Dạ con nghe Quy Thông. Dạ thấy xin lỗi sư Quy Thông, thấy thưa tòa tự quyền rồi. Thưa tòa tự quyền, nhiều người thì cảm thấy suy nghĩ về cái chết đó, nó là điều đáng sợ. Nhưng mà chúng ta đọc ở trong kinh đó, thì chúng ta thấy rằng suy nghĩ về cái chết là cho chúng ta nhiều cái lợi lạc đó. Ví dụ như là nó có thể giúp cho chúng ta giảm thiểu đi cái hận thù, hay là giảm thiểu đi cái sự tham chấp, hoặc giả là suy nghĩ về cái chết khiến cho chúng ta giảm bớt sự dị ngươi, giải đãi. Thì tôi có thể chia sẻ với đại chúng ở tại đây là thật sự suy niệm về cái chết đó, nó không đáng sợ như là nhiều người nghĩ. Và có nhiều người nghĩ là nó xui, không nên nghĩ về cái chết. Nhưng mà khi chúng ta nghĩ rằng mình sẽ chết, thì nó có những cái lợi lạc gì khi mình suy nghĩ như vậy, trong cái tư cách là một vị tu sĩ? Kính thỉnh thưa tòa thượng quyền. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tha Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, Cung Kinh Đại Chư Tăng. Kính chào đến chúng tôi cũng như Phật tử. Dạ, kính mời quý ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là nếu như chúng ta là một người hiểu biết được cái chết, biết quán niệm cái chết, biết đón nhận cái chết, thì người đó có rất là nhiều cái điều tốt đẹp lợi lạc. Nó khác hơn là cái người sợ chết, tránh né cái chết, hay cả không nhắc tới chết. Không nhắc tới chết bởi vì họ không muốn cái chết đó, không muốn nghe, không muốn thấy, không muốn gặp. Nhưng đều không muốn nghe, không muốn gặp, muốn thấy, còn cái chết đó nó cũng vẫn hiện hữu. Đây là cái sự thật. Có những sự thật mà không thể đổi thay được, đó chính là cái chết. Chúng ta không thể đổi thay được, chắc chắn nó tới. Thì khi chúng ta hiểu biết như vậy, là một người đệ tử, thì chúng ta mới quán niệm được. Nhờ cái sự quán niệm đó mà chúng ta vững tâm hơn, chúng ta không lo sợ. Từ chỗ mà tâm nó nhút nhát, tâm nó tránh né đó, chúng ta dễ bị xu khiến để chúng ta làm cái chuyện mà đưa đến cái ác xấu, đưa đến cái điều mà không tốt đẹp. Như chẳng hạn như là chúng ta biết là phải làm như thế này mới là trường sanh bất lão, làm mới trừ kia, cũng như chúng ta mới sống lâu, như thế này như thế nọ. Mà ngày xưa ngay cả các vị vua chúa cũng vậy nữa, họ cứ nghe thấy cái ngay vị đế vương họ cũng như Tần Thủy Hoàng mà yêu cầu mà phải đi tìm cái phương thuốc trường sanh bất lão, hay mà Hoa Đà mà hồi xưa mà Tào Tháo yêu cầu mà phải tìm một cái thuốc mà để trị bệnh, đừng có cái trường sanh bất lão, hay là coi như Tần Thủy Hoàng, nhưng điều đó không có làm được. Thì chính vì cái chỗ nhờ từ cái chỗ chúng ta sợ sệt vậy, nó gây ra nhiều cái đau khổ thêm nữa cho mình và cho người. Đó là một chuyện thứ nhất. Thứ hai nữa là mình còn phải lo sợ nhiều. Còn nếu như một người mà hiểu biết suy niệm về cái chết đó, điều thứ nhất chúng ta chấp nhận cái chết và chúng ta đón nhận. Khi nó tới chúng ta không thấy lo sợ, không thấy cảm thấy sợ hãi. Mà nếu như không có cảm thấy sợ hãi, không cảm thấy lo lắng đó, thì kính thưa quý vị, chúng ta được cái tâm, tức là tâm có chánh niệm, cái tâm không sợ hãi. Và từ chúng ta biết lúc đó thì chúng ta có cái chánh niệm, có tỉnh giác, cái tâm nó định tĩnh hơn, tâm nó vui vẻ chấp nhận, hoan hỷ tùy duyên chấp nhận. Và cái điều này là chúng ta phải tập thôi. Chứ nếu như trường hợp mà tự nhiên tới chết đó, bởi vì mà cái chết tự nhiên nó ngợp thở, chúng ta nghĩ tới cái đó chúng ta cũng sợ rồi. Mà chính vì cái chỗ đó mà chúng ta về nghĩ đến cái hiện tượng chết, như là sư phụ tư siêu nói đó, một ngày nào chúng ta cũng phải khởi lên nghĩa như vậy. Ta phải chia lìa sự vật ta thương, ta yêu, ta vừa lòng, ta phải chết. Cái chết đến với ta đó, có thể nó bất cứ lúc nào. Nghiệp nó tới chết, chúng ta ăn, chúng ta có thể chết, phi nhân có thể hại ta chết. Rồi những cái chuyện là phong hàn gió đậm có thể hại ta chết. Rồi chúng ta tới cái nghiệp chúng ta chết, nó bất cứ lúc nào. Khi suy nghĩ như vậy, thì kính thưa quý vị, chúng ta chuẩn bị, chúng ta không có nhiều cái ác xấu, không có làm nhiều cái hành động xấu, chúng ta không tạo nhiều cái điều ác xấu,
Và lúc đó chúng ta biết, biết buông bỏ, biết buông, biết làm, biết bố thí, biết cúng dường, biết xả ly. Và nhờ cái chỗ mà chúng ta biết rồi cũng chết, cho nên chúng ta không có kết nối oán hờn, gây cái oan trái đau thương cho người. Đó là một điều quan trọng. Cũng như nếu mà mình chuẩn bị cho cái tư lương á, thì chúng ta chuẩn bị cho những cái điều mà nếu như mà báo chúng ta biết chết trước á, thì chúng ta, hay hoặc là chúng ta biết trước được như thế, thì chúng ta tạo nhiều cái phúc lành để chúng ta mang theo. Chứ còn thường á, thì biết bao đêm trong đền quý là tổ kiếp người sao cứ mãi ăn năn, đến khi mà cái điều kiện thuận nó đi qua rồi, cũng như là lúc mà tuổi thanh xuân, tuổi mà còn khỏe, không biết lo tu, không có, có cố gắng mà lo đào sâu, không có lo luyện công, đến khi tuổi già rồi, mắt mờ tay điếc, lưng mỏi gối trùng, rồi chúng ta ước mơ rồi được cái gì, hay hoặc là vô tình nó cái vô thường nó cướp đi cái sinh mạng của ta, thì thí dụ phải biết là chúng ta lại không tạo các cái thiện sự. Dạ, quý vị nghe chúng tôi nói lại không à? Dạ, nghe nói lại chưa? Dạ, cảm ơn. Thì nếu như chúng ta biết được như vậy đó, thì quá tốt đẹp. Bởi vì một người mà biết được cái chết, chuẩn bị cho cái chết, biết quán niệm về cái chết, thì người đó không sợ chết. Hay là nói một cách nhẹ nhàng hơn, chứ nó sợ chết, nó một cách tức là nó đơn giản hơn, tức là người đó không phải lo lắng, người đó không phải khiếp sợ. Mà nhờ không lo lắng, không khiếp sợ đó, nó là nhân, là duyên cho chúng ta, cho chúng ta đưa về cảnh giới an lành. Cho nên vì vậy, cái quán niệm sự chết, hiện tượng về cái chết thì nó lợi 100%, chứ nó không có xui xẻo, hay nó không có phải mà cái điều gì mà làm cho chúng ta bất lợi cả. Thì mình có, đây chính là cái câu trả lời của chính con là vậy. Nếu có đi cầm bất túc thì kính cung thỉnh thượng tọa Nam Mô Bổn Sư Thầy. Sa thú kính trân thượng tọa Tư Quyền. Một câu cuối cùng xin được hỏi sư Nguyên Thông. Sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông nghe được, xin thỉnh sư Nguyên Thông trả lời cho câu thảo luận sau cùng. Thưa quý Phật tử, dạ. Sư Huy Thông, đa số Phật tử nghĩ rằng lúc mà mình sắp chết mình nên nghĩ là làm sao mình sanh về cõi trời, làm sao sanh về cõi này, cõi kia. Nhưng mà người ta thắc mắc là nếu trong lúc mà mình sắp chết mà mình chỉ niệm hơi thở, chỉ chánh niệm đối với cảm thọ khổ ưu đối với thân tâm của mình, thì với cái tâm mà chánh niệm với thở chánh niệm dạ, sư Minh Thông có nghe được không? Sư hỏi sư Minh Thông có nghe được không? Dạ, sư Minh Thông, nếu khi chúng ta sắp lâm chung đó mà chúng ta chỉ chánh niệm đó với hơi thở, với cảm thọ vân vân đó, thì theo hiểu biết của sư đó thì chúng ta sẽ đi về đâu, kính thưa sư Nguyên Thông?
Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính thưa sư phụ, cái bài học hôm nay đó sư phụ là bài học quý quá vô cùng. Tại vì khi mà học bài học này đó thì con nghĩ rằng tất cả chư vị có mặt trong lúc này là Phật tử cũng như tu sĩ đều đã hiểu rõ và có lẽ là đã thực tập nhiều. Bởi vì vậy cho nên cái chánh niệm tỉnh giác là cái chuyện mà tất cả chúng ta mỗi người đều phải có hàng ngày từng giây phút. Có nghĩa là chúng ta theo dõi hơi thở của chúng ta. Và khi mà chúng ta theo dõi hơi thở của chúng ta, hơi thở vô trở ra là chúng ta sống trong cái giây phút hiện tại. Và khi mà chúng ta sống trong giây phút hiện tại là chúng ta biết những gì đang xảy ra xung quanh chúng ta, ngoài ta và trong tâm của chúng ta. Và kính thưa sư phụ là chư Phật đã giảng giải rằng chúng ta nên thường xuyên làm những cái thiện pháp. Và thiện pháp là cái tư lương của chúng ta để chúng ta bước sang cái thế giới bên kia. Và khi mà mọi người đã thành cái thiện pháp và chánh niệm tỉnh giác về thu thúc lục căn của chúng ta, thì cái người hành giả đó sẽ có cái sự vững tin. Bởi vì khi mình có cái vốn, cái tư lương đó, là cái vốn của chúng ta để chúng ta bước qua cái thế giới khác đó, thì đó là cái điều mà chư Phật đều dạy. Và cái ngài Hậu Tâm, ngài Hậu Tâm là ngài coi như là giáo chủ của Phật giáo Nguyên Thủy của chúng ta, thì đã nói rằng là chúng ta không có chết. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe được không? Sư Minh Thông ơi, Sư Minh Thông có cầm mic không? Có lẽ Sư Minh Thông bị rất mic rồi. Chúng tôi xin được tiếp lời của Sư Minh Thông. Chúng tôi Phật tử... khi chúng ta đọc vào trong kinh sách đó, mà chúng ta để ý cho kỹ đó, thì có một cái đặc điểm của Phật pháp đó, mà Đức Phật ngài thường dạy chúng ta nhưng mà chúng ta lại không có để ý nhiều lắm. Đó là cái đó là sự buông bỏ hay là buông xả. Đôi khi chúng ta có mặc cảm với điều này, tại vì mình nghĩ rằng cái sự buông xả đó nó khiến cho chúng ta bị mất mát, không có gì hết. Thí dụ như là Đức Phật dạy tôn giả Rahula là thường xuyên quán tưởng là cái này không phải là ta, không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Thì chúng ta nghe như vậy, chúng ta nghĩ rằng đó là cái triết lý. Nhưng mà thưa quý vị, nếu chúng ta vận dụng một chút sự tưởng tượng của mình, nghĩ đến cái giây phút mà mình kề cận cái chết, mà mình nghĩ nhớ đến người thân của mình, nghĩ nhớ đến tài sản mà mình có, nghĩ đến công việc mà mình chưa có hoàn tất, và nghĩ đến mình chết rồi cái đám tang mình sẽ ra sao, có ai nhang khói hay không, mình chết rồi chuyện này chuyện kia ra sao. Thưa quý vị, thật ra những giây phút đó, đó nó hoàn toàn không lợi ích gì cho chúng ta hết. Nói một cách khác là sự bám víu nó còn không có một cái lợi lạc gì. Buông xả không đơn thuần là một thứ đạo đức, một thứ lương lý hay là một lời khuyên bình, mà đó là một cái khả năng rất là đặc biệt ở trong cuộc sống này. Chúng ta lấy một cái ví dụ như vậy là một trong những điều mà nó ảnh hưởng chúng ta nhiều, rất là nhiều, đó là quan kết hận thù. Quan kết hận thù, thưa quý vị, nó là cái gì rất là dễ sợ. Chúng ta sống là có va chạm, chúng ta sống là có những cái hệ lụy
ở trong xã giao hàng ngày. Và nếu chúng ta đem điều đó vào trong cuộc sống của mình, vào trong tâm của mình, mà chúng ta không chịu giả nó ra, thì thưa quý vị, có lẽ chúng ta khó bao giờ mà chúng ta đạt đến cảnh giới cao hơn mà không bị đi xuống. Lâu lâu nên ngồi suy nghĩ lại là ở trong đời mình có những va chạm với ai, và với những quan tha trái đó đó, chúng ta có thể rũ bỏ không? Khó lắm. Chúng tôi có quen với một vài Phật tử mà có những chuyện gì đó phiền não á, từ năm rồi tới năm nay, và những cái chuyện đó nó đã qua rồi, qua lâu rồi, nhưng mỗi lần nhắc á, thì nhắc một cách rất là cay đắng, một cách rất là hận thù. Mà chúng tôi nghĩ rằng lỡ những vị đó mà khi mà thân ngoại mạng chung thì không biết đi đâu về đâu. Thật ra chúng ta không nói được. Tại vì sao vậy? Tại vì cái căn bản mà nói đó là cái tâm của chúng ta tham chấp, sân, cố chấp, mà chúng ta rất là khó xả bỏ, khó lắm. Và một ở trong những điều mà khiến cho chúng ta có cái khả năng để có thể xả bỏ đó, mà mạnh nhất, đó là quán tưởng về cái chết. Thí dụ như là chúng ta đi đám tang, thì bây giờ mình đứng tụng kinh hay là đi ngang nhìn cái xác chết, một cái di thể một người nằm ở trong quan tài, người đó nằm đó, và nếu chúng ta có một chút lắng lòng suy niệm như là trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật đó, thân của mình rồi cũng sẽ như vậy, cái xác nó nằm trong quan tài rồi chắc chắn chúng ta cũng sẽ nằm như vậy, chúng ta không thể nào mà không đi qua việc đó. Và khi mà chúng ta cảm nhận được điều này đó, mà chúng ta nghĩ, chúng ta suy gẫm đó, thì thứ vị nó lợi lạc cho chúng ta ghê lắm. Nếu chúng ta có thể bình thản mà thấy rằng mình giận để làm gì, mình thù để làm gì, mình quan trái để làm gì, mình cứ suy nghĩ đi, mình suy nghĩ, mình ngồi mình nghĩ cho kỹ, rồi mình thù người đó, mình giận người đó, mình hận người đó, rồi cuối cùng rồi mình chết, chết rồi cũng chẳng đi gì hết. Chúng ta không phải, không nên vì cái giận của mình, không nên vì cái phiền não của mình mà nó lôi mình xuống, nó nặng nề. Mà chúng ta cũng nên nhớ lời Đức Phật dạy rằng đa số chúng sinh sống trong cuộc đời này, đa số chúng sinh sống trong cuộc đời này, mà cái người có khả năng đi lên đó, thưa quý vị, ít lắm so với cái người mà có khả năng đi xuống. Thì rất là dễ hiểu, nếu chúng ta nghiệm lại cái tâm trạng của chúng sinh ở trong cuộc đời này, có bao nhiêu người trong chúng ta có khả năng buông bỏ? Từ lúc mà chúng ta sanh ra lớn lên trong cái nền giáo dục văn hóa đó, thì thường thường là chúng ta được học, được dạy là cố chấp, là tham chấp, là quan kết, là quán thù. Thật ra có một điểm rất là đáng buồn là cái nền văn hóa, nền giáo dục, mà nếu chúng ta không có đi chùa, có Phật, Phật Pháp đó, thì toàn dạy chúng ta cố chấp thôi. Chúng ta nói như vậy thì có vẻ hơi quá đáng, nhưng mà ít bao giờ, ít có một cái tôn giáo, ít có một cái nền giáo dục, ít có văn hóa nào mà dạy chúng ta hãy buông xả đi. Chúng ta rất là sợ buông xả. Nhưng mà nếu chúng ta nghiệm cho kỹ như trường hợp của vị chư thiên này, khi mà biết mình sắp hết tuổi thọ đến gặp Đức Phật, thì Đức Phật ngài dạy một điều, mà cái điều đó đó chúng ta không nên đọc thoáng qua, mà chúng ta đặc biệt nên đọc rất kỹ, nên đọc rất kỹ. Quý Phật tử mà nếu có thì giờ đó, quý vị trở lại cái bài kinh ngày hôm nay, ở trong đó có một câu, thưa quý vị, ở trong đó có một câu là Sappa Nisagga. Sappa là tất cả, Nisagga là buông xả hay là buông bỏ, buông tất. Mình tưởng đâu mình nắm cái này, nắm cái kia sẽ được. Thật ra mình không được cái gì hết. Người ta nói ra đi với bàn tay trắng, thật sự bàn tay trắng cũng không có được. Nhưng mà mình nắm để làm gì? Mình nắm để mình đi xuống thôi. Mình cố chấp để mình đi xuống thôi. Thật ra trong cuộc đời này đó, nếu chúng ta học đạo, nếu chúng ta học Phật Pháp, và chúng ta hiểu rõ thật sự đó, thì chúng ta thấy rằng cái khả năng buông xả đó là một điều rất ư là quan trọng.
mỗi lần chúng ta gặp chuyện phiền não, mỗi lần chúng ta gặp chuyện bực bội, mỗi lần chúng ta gặp quan cái quán thù, thì chúng ta tự hỏi rằng mình có khả năng buông xả hay không. Bây giờ lúc mình khỏe, lúc mình không có, mà mình chưa có buông xả được, mình còn đang ngồi nghe pháp được, đang ngồi thiền được, mình không buông xả được, thì chắc gì trong nhiều phút lâm chung mình buông xả được. Bản chuyện quan trọng không phải là mình thù ai, không có quán ai, không phải là ai đúng ai sai. Cái chuyện ai đúng ai sai nó không quan trọng. Quan trọng là mình có thể rời bỏ cuộc đời này bằng cái tâm nhẹ nhàng hay không. Đó là chuyện quan trọng. Nhưng mà nếu chúng ta không thể rời bỏ cuộc đời này với tâm tư nhẹ nhàng đó, thì cái người khổ là ai? Là mình chống ai hết. Giữ chắc chắn. À, bây giờ có người ta nói là mình giận ai 9 xe 10 vàng mình giận dữ đi. Nhưng mà mình tự hỏi rằng mình giận người đó ra được lợi gì cho mình? Mình giận người đó để mình đi xuống cảnh khổ. Mình giận người đó để mình sa đọa. Mình giận người đó để mình làm khổ chính mình, thì giận để làm cái gì? Nhưng mà chúng ta không chịu nghĩ như vậy. Chúng ta luôn luôn nghĩ rằng mình có những lý do chính đáng 100% để nuôi quán thù, để hờn, để giận, để buồn, để phiền. Thật ra nó chẳng có gì lý do là chính đáng để hận thù hết. Chúng ta cứ ngồi suy nghĩ lại đi. Và chúng ta nên nhớ lời Đức Phật dạy là cái giây phút đó mình muốn cứu chính mình phải có khả năng buông xả. Mà buông xả ở đây Đức Phật dùng chữ sapa. Sapa là tất cả, thưa quý vị. Sapa là tất cả. Chữ đó rất là hay. Sapa nisaka. Sapa nisaka là buông bỏ tất cả, buông xả tất cả. Vì vậy có những cái căn bệnh trầm kha của đời sống như là hận thù, như là giải đãi, như là vô minh, ái dục, những thứ đó đó. Nếu chúng ta niệm sự chết, nếu chúng ta thường quan tới sự chết, thì chúng ta có khả năng buông xả. Và khả năng buông xả đó nó lợi lạc vô cùng. Chúng ta lâu lâu chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy Tôn giả Rahula là do hãy thường hãy quán tưởng là cái này không phải là ta, cái này không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Không phải là Đức Phật dạy như vậy, ngày dạy về bài học luân lý hay là ngày dạy gì đâu. Chỉ đơn giản là ngày chỉ cho một cái bí quyết sống. Bí quyết sống đó khiến cho chúng ta không khổ. Bí quyết sống đó khiến chúng ta không bị kẹt. Bí quyết sống đó khiến chúng ta không bị đi xuống. Và chúng ta là con Phật thì cho dù chúng ta có làm được hay không được thì chúng ta phải tin điều đó. Chúng ta nên tin vào cái sức mạnh của sự buông xả hơn là tin vào sức mạnh của sự bám víu. Chúng ta phải thấy được là ở trên hết, sau hết và tốt hơn hết là chúng ta rời bỏ cuộc đời này với tâm tư nhẹ nhàng. Và thật ra không phải là rời bỏ cuộc đời này. Trong cuộc sống hiện tại này thì ở đâu có khinh an thì ở đó có hạnh phúc. Mà không có chỗ nào mà nặng nề mà hạnh phúc được đâu. Nói thẳng như vậy tại chúng ta không tin điều đó thôi. Chứ thật sự cái sự nặng nề nó không có chuyện gì làm cho chúng ta hạnh phúc hết. Nên chi những bài học này không có phải đơn thuần là những cái bài học mà chỉ dành cho các vị thiên. Không đơn thuần là những bài học mà thưa quý vị, chúng ta chỉ học để cho biết về Phật Pháp. Mà thật ra đây là những điều rất là thực tế. Mỗi mỗi chúng ta sẽ đi qua, mỗi mỗi chúng ta sẽ đối diện ở trong cuộc sống này. Đó là đối diện với cái chết, đó là đối diện với những giây phút sau cùng. Khi mà nghĩ về điều đó, chúng ta phải tự hỏi mình có khả năng buông hay không, mình có thể ra đi với sự nhẹ nhàng hay không, và những cái vướng vấp đó, nó có lợi gì cho mình hay không. Và nếu sự vướng vấp mà nó không có lợi thì vướng vấp để làm gì? Nếu trong cuộc sống này mà mình giận ai đó mà mình nhai đi nhai lại từ năm này sang khác để làm cái gì? Và nếu không lợi lạc gì hết đó, thì giận để làm cái gì? Có gì khi Đức Phật cài dạy chúng ta đó là người trí nên biết suy nghĩ rằng mình nghĩ là người khác làm hại mình, mình gây thương tổn cho mình, nghĩ vậy có lợi gì cho mình? Càng nghĩ thì càng tức, càng tức càng ấm ức, càng ấm ức thì sao? Thì chúng ta càng khổ rồi. Nên chi
Xin nếu chúng ta hiểu Phật pháp thực sự đó, thì một cái chìa khóa rất quan trọng cuộc sống là buông xả, buông được bấy nhiêu tốt bấy nhiêu, và đừng bao giờ nghĩ rằng và mình khôn ngoan là tại vì mình hơn thua với người khác. Đừng nghĩ rằng mình có thể hơn người khác cái này cái kia, ăn miếng trả miếng rất là khôn ngoan. Thật ra chẳng có khôn ngoan gì hết. Những con người nào càng sống với hận thù, những con người nào càng sống với sự quan kết, những con người nào càng sống với sự cố chấp thì đều dẫn chúng ta đi xuống hết. Và cái thái độ khôn ngoan nhất của cuộc sống là gì? Đó là buông xả. Có thể bây giờ chúng ta không tin điều đó, có thể nghe Đức Phật nói như vậy chúng ta nghĩ mình buông hết mình đâu còn gì, nhưng mà thật ra những giây phút đó chúng ta buông hết thì chúng ta có thể đi lên, mà trong giây phút đó chúng ta còn nắm riêu cái gì thì chúng ta đi xuống. Thì chúng ta chịu khó đôi khi chúng ta hiểu rằng tại sao Đức Phật không dạy chúng ta chụp cái này chụp cái kia, mà người dạy chúng ta hãy quán rằng đây không phải là của ta, không phải là ta, không phải là tưởng giả của ta. Điều đó rất là quan trọng. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai này chúng ta sẽ có một bài học khác của giáo trình tương ứng, và vị giảng sư là Thượng Tọa Pháp Đăng, kính đảnh lễ chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đặng đã đúc kết bài học hôm nay và cho chúng con những điều để chúng con nhớ trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, huân tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sampai
Thank you.